trúng tuyển vào trường Đại học Y Hà Nội với 27 điểm năm 2017. Hồng Sơn cho biết, 2 năm đầu học đại học, em khá chật vật, dù ở phổ thông, em học rất tốt các môn hóa học và sinh. Sơn cho rằng nếu không học tốt từ bậc phổ thông thì sinh viên khó mà theo học được các chuyên ngành y khoa ở bậc đại học. Đặc thù ngành y phải rất là siêng và phải rất là kinh khủng ấy. Thì việc mà có một cái điểm sàn để sàng lọc tốt như thế thì sẽ chọn được những bạn ở tốt cao hơn và khả năng học sẽ tốt hơn. Nếu con em mình chỉ học ở cái mức độ trung bình, năng lực học tập ở mức độ rất vừa phải thì không thể nào học được nghề y và làm nghề y tốt được. Vì học y là rất là khắc nghiệt. Nếu mà năng lực học tập không có thì không nên ép con mình phải theo cái nghề này. Vậy thì cũng không nên sửa học bạ, sửa các kết quả để cố mà vào trường y nếu như năng lực học tập thực sự là không có. Với các trường đào tạo sư phạm, từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định điểm sàn và điểm chuẩn ngành sư phạm để tránh trường hợp 10 điểm trên 3 môn như năm 2017. Năm nay, nếu các trường sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào học bạ để vào ngành đào tạo giáo viên ở trình độ đại học, thí sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Đối với trường chúng tôi thì chúng tôi không lựa chọn là xét tuyển theo học bạ. Bản thân trường tôi thì chưa bao giờ băn khoăn về cái đầu vào cũng như là cái số lượng tuyển. Vì thứ nhất là trường tuyển khá ít, cho nên tuyển luôn tuyển đủ. Bởi vì là thực ra có trường khi mà tuyển chỉ tiêu đặt ra khoảng 100 thì họ chỉ tuyển được khoảng 40-50% so với cái mức chỉ tiêu đặt ra, thì cho nên cái việc lo lắng là có. Trước đây thì gần như là các cái ngành nó xác định một cái chỉ tiêu tương đối giống nhau, ví dụ như là cùng 50, 60, 70, thì hiện nay cơ cấu nó phân hóa rất mạnh, có những ngành tăng, có những ngành giảm, thậm chí có những ngành nó giảm 6-7% so với cả cái chỉ tiêu được giao của 2018. Cũng theo ông Thành, chỉ tiêu của các ngành sư phạm được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của xã hội với chương trình giáo dục phổ thông mới. Điều này giúp cho các em trúng tuyển sư phạm, ra trường, có cơ hội việc làm tốt hơn.